Rồi, có một học viên chia sẻ cái thông tin này và muốn nhờ chú giải đáp giúp, là một bài viết là có nhắc là năng lượng có miễn phí không, thì họ có viết dài lắm nhưng mà con tóm ý lại thôi. Anh này anh viết là năng lượng được có mục đích để sử dụng vào công việc đó, ví dụ như năng lượng hành tinh thì sẽ để hành tinh hoạt động, thì nếu mình lấy đi cái năng lượng làm việc riêng cho bản thân thì lúc cần dùng ai bù vô chỗ đó, cho nên nếu mà con người ai cũng lấy đi hết thì sẽ như thế nào, và không có chuyện là lấy năng lượng miễn phí. Và có thông tin đó là nếu mà dùng năng lượng, khi mới dùng năng lượng á, mình không có cảm nhận được cái sự bất ổn vì phúc đức vẫn còn để đổi, phúc đức sẽ đổi đánh đổi khi mà mình dùng năng lượng, cho nên những người mà đi truyền năng lượng á về sau thì càng bất ổn vì đâu còn phúc đức. Và họ có nói là nên mấy khóa học nói là năng lượng mà dùng của vũ trụ miễn phí là hoàn toàn không có, đó chỉ là việc mình lấy phúc đức để đổi cái năng lượng thôi, và nhân quả rất công bằng, không có gì là miễn phí. Thì người học viên gửi cho con và đặt câu hỏi với chú xem chú có ý kiến gì như thế Vâng, nào. bây giờ chú trả lời câu hỏi của người bạn đó nhé. Dạ. Anh chị em, khi chúng ta nghiên cứu thì chúng ta phải nghiên cứu cho đúng mức, thì chúng ta mới hiểu được những cái giá trị của cái nền văn minh không gian thiết kế và dàn dựng, thì chúng ta mới đạt được những cái hiệu quả, và cái hiệu quả này phải đáp ứng được cái nhu cầu cần thiết. Thì cũng như chúng ta, anh chị em biết, cái nguồn năng lượng mà chúng ta đã sử dụng, năng lượng về kinh tế đó, trong cái thời điểm này gồm có năng lượng gió, năng lượng mặt trời, về năng lượng của hóa thạch, thì những cái nguồn năng lượng này nó đã có từ từ xa xưa rồi, nhưng mà chúng ta không biết cách để chúng ta lấy, và chúng ta không biết cách để chúng ta sử dụng. Và bây giờ chúng ta bắt đầu hiểu biết về cái phần năng lượng của con người mình qua cái phần mà gọi là năng lượng tích lũy của phần linh hồn đó. Thì cái phần này chú không thể trình bày cho anh chị em trong cái câu hỏi này được, vì nó còn cần phải nhiều nhiều thời gian hơn, và chú sẽ giải thích từng bước một để cho anh chị em hiểu, để anh chị em nắm được những cái cấu trúc của năng lượng nó như thế nào, và chúng ta có quyền sử dụng trong những cái lĩnh vực gì. Thì cái sự câu hỏi của anh về vấn đề là năng lượng của phần năng lượng phước đức thì nó rất là thực tế, rất là đúng đó, nhưng mà chú trình bày với anh chị em là năng lượng chúng ta sử dụng không phải là trong cái năng lượng phước đức của mình sử dụng, mà chúng ta sử dụng cái phần năng lượng ở ngoài không gian. Và ngoài không gian thì nó vô biên vô tận, chúng ta sử dụng hết đâu, cũng như cái phần năng lượng của dưỡng khí mà chúng ta hít vào thở ra mỗi mỗi giây mỗi phút đó, thì nó cũng không có sử dụng hết đâu. Bây giờ chú nói, bây giờ thí dụ bây giờ mình đây có 8 tỷ người, bây giờ có 80 tỷ người sử dụng cái phần năng lượng của oxy này vẫn bình thường, không có không thiếu đâu, tại vì anh chưa nghiên cứu đúng mức và anh không hiểu đó. Bây giờ nếu mà anh muốn hiểu thêm nhiều, và chú sẽ trình bày cho anh chị em để thỏa mãn và hiểu rõ ràng những cái phần năng lượng nó như thế nào, thì mời anh chị em bước vào lớp 3 và lớp 4, chú sẽ trình bày với anh chị em đầy đủ hết, và chú chứng minh từng bước một với anh chị em nắm vững, và anh chị em không phải lo âu khi anh chị em thực hiện sử dụng cái nguồn năng lượng này. Nếu mà nói về năng lượng phước đức á, mỗi một lần chú truyền cho anh chị em á, là 10.000 người khoảng đó, khoảng 10.000 người, thì nếu mà nó phước đức thì chú sẽ bị sạt nghiệp liền. Chú sạt nghiệp chứ không còn tí phước đức đời chứ thật cho anh chị em lần thứ hai hết trơn. Nhưng mà anh chị em thấy ông chú hỗ trợ chữa lành cho anh chị em hôm nay tất nhiên là lâu lắm rồi, được tháng chưa thì ra. Dạ 3 tuần rồi đó chú, tuần sau là 1 tháng. Nếu mà nói phước đức cả dòng họ chú mà tập trung lại cũng không đủ nữa, thành ra anh chị em yên chí đi nha. Cái sự nghiên cứu của anh chị em á là phải cần thêm thời gian nữa, và cần có thêm những cái dữ kiện để hiểu rõ hơn về cái phần năng lượng. Chú thì được may mắn, chú được học những cái kiến thức, những cái phần năng lượng rất là kỹ, phải rất là năm châu chú được may mắn là chú học hết, và chú biết rất rõ những tất cả những cái dạng năng lượng nào như thế nào, và chính vì vậy mà chú hỗ trợ và giúp anh chị em tiếp cận với cái kỹ thuật này mà không bao giờ bị trở ngại đó. Bên cạnh của chú có trên 200 mấy 300 anh chị em lớp 4 đặc biệt, và những anh chị em này giống y chú vậy đó,
không có gì trở ngại khi hỗ trợ chữa lành cho tất cả những anh chị em khác. Đó, và khi anh chị em bước vào lớp 1, lớp 2 thì anh chị em cũng sử dụng cái nguồn năng lượng này với những cái tần số của cấp lớp mà chú trình bày đó, hình thức giống như khoa học người ta mê định đó là 2G, 3G, 4G và 5G. Thì anh chị em bước vào lớp học này thì chú sẽ hỗ trợ và chữa lành cho anh chị em nha. Và chú giải thích cho anh chị em từng cấp độ một để anh chị em nắm vững và anh chị em không bao giờ lo ngại là cái sự việc này nó như thế nào để anh chị em hoang mang và lo lắng. Rồi bây giờ câu tiếp theo ạ. Dạ, vậy chắc câu hỏi nó cũng giải thích cho một cái câu mà câu trả lời của chú giải thích cho chị Trần Thị Liên nè. Chị Trần Thị Liên có hỏi là: chào chú, khi chú truyền tất cả mọi người như vậy vừa xa vừa đông thì có đủ năng lượng đến mọi người không, và truyền xong thì chú có bị mất năng lượng không ạ? Chú mới nói thật thì đó. Bây giờ anh chị em hiểu là như thế này nha. Chú giải thích thêm sâu thêm tí xíu để cho anh chị em hiểu. Cái vũ trụ mà chúng ta đang học hỏi và tìm kiếm bởi những nhà khoa học minh chứng minh định đó thì nó chưa có một cái đáp án nào rõ ràng hết. Mỗi ngày càng nhiều hơn và nó vô biên không đo đạc được, không đếm được những cái bao nhiêu hành tinh ở ngoài không gian, và đi với vận tốc và vận tốc ánh sáng là anh chưa biết là đi, và đi tính ra hàng tháng, hàng năm, hàng ngàn năm thì làm sao mà tới đó được. Ví dụ là nếu chúng ta biết ở đó có một cái hành tinh nào đó, chúng ta cũng không thể nào rơi vô đó được hết. Không thể nào có thể đến đó được hết. Nếu mà đi dần dần tốc ánh sáng đó nha, không bao giờ. Dĩ nhiên là không bao giờ đến được. À, và giờ nếu mà chúng ta nói về để trên cái phi thuyền khoảng chừng một người đàn ông, một người đàn bà, nhiều cặp đó là sanh con, đẻ cái rồi để tiếp nối cái hành trình nó cũng không đủ, không tới được, không quá xa và mênh mông. Thành ra nó nằm ngoài cái sự hiểu biết của chúng ta rồi. Thì nó quá xa và chúng ta không cần thiết phải chúng ta tìm và đến người xa xôi để làm gì. Cái vấn đề là chúng ta bị những cái trở ngại hiện tại nè, và chúng ta có thể giải quyết những cái bế tắc hiện tại của chúng ta được hay không, thì chú khuyên anh chị em nên tập trung về vấn đề này. Và cái vấn đề quan trọng nữa đó, quan trọng hàng đầu trong cái thời khắc hiện tại này đó, cả nhân loại đang đối phó với COVID-19 và những biến thể liên tục phát tán, thì chúng ta nên nghĩ ra một cái cách nào để chúng ta giảm đi những cái sự tổn thương về nhân mạng, về thể xác, về nhiều hình thức khác nữa. Và anh chị em biết vấn đề thiệt hại kinh tế toàn cầu nó có tới một cái mức không thể tưởng tượng được, là không thể tưởng tượng được. Và cái vấn đề này là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết ngay, càng sớm càng tốt, vì những sinh mạng của những người đồng bào của chúng ta và khắp năm châu phải tính bằng thời gian từng giây, từng phút, từng giờ. Cái sự sống nó bị đe dọa vì thở không được. Và thở không được là tất nhiên là bế tắc, là phải chào, tạm biệt. Mà nếu anh chị em nghĩ rằng đó là một trong những người thân của anh chị em, thì anh chị em nghĩ sao? Có thể là một người con của mình, có thể là một người anh, một người chị của mình, có thể là một người cha, người mẹ của mình, người chú, người bác của mình, một người ông bà của mình đang quằn quại với cơn đau, đang chờ một cái biện pháp, một cái đáp án nào có thể khả thi để giúp những người đó, thì anh chị em nghĩ như thế nào? Bởi vậy, trước khi anh chị em giờ tạm dừng những cái dự án xa xôi đi, chúng ta phải nhìn ngay vào cái thời việc hiện tại mà chúng ta đang khó khăn mà. Và coi tất cả những người đó là những người thân ruột thịt trong gia đình, và chúng ta cần một cái biện pháp phải nhanh, phải lẹ để hỗ trợ những anh chị em đó. Và nếu mà chúng ta được ổn định cái bước đó rồi, thì chúng ta có nhiều vấn đề để chúng ta học hỏi và tham khảo lắm. Trong chương trình của năng lượng gốc, nền văn minh không gian nó vô tận. Cũng như chú trình bày với anh chị em, nội cái Google của con người mình nó đúc kết để tạo thành một cái kho kiến thức đó, anh chị em học cả đời cũng chưa hết rồi. Nhưng mà chúng ta không học những cái gì mà không cần thiết. Chúng ta phải biết những cái gì cần thiết và chúng ta đi thẳng vào vấn đề đó. Chúng ta lấy cái đó ra và chúng ta áp dụng ngay để giải quyết những cái nan đề mà chúng ta đang bị dính kẹt. Vì vậy, chúc khuyên anh chị em nên tập trung, nên cùng với NLG, nên cùng với nhà nước, nên cùng với tất cả những quốc gia để lan tỏa yêu thương. Vì chính vì cái điều đó mà chú hướng dẫn trên Facebook, chú hướng dẫn trên những cái đường link này không giới hạn để cho anh chị em có thể tiếp cận.
để những cái tình thương yêu của anh chị em đã trải nghiệm, đã thành công, anh chị em chia sẻ đến những người thân thương của mình. Giờ cái người đó anh chị em chưa biết, nhưng anh chị em chưa quen, nhưng anh chị em phải nên coi đó là những người đồng bào, những người cùng sống với chúng ta trong cái quả địa cầu này. Và chú đã trình bày với anh chị em trong cái ngày birthday của chú cách này từ năm 2009, khi chú được nền văn minh không gian dạy cho chú. Thì cái điều đó là chú, khi mà chú xúc động và chú thấy rằng nhân loại chúng ta đã có một cái phương tiện để giải quyết những cái bế tắc. Mà ba cái năng đề lớn nhất chú trình bày với anh chị em, chúng ta có khả năng với cái nguồn năng lượng vô biên mà chúng ta được tiếp cận tới, đó là nguồn năng lượng energy, năng lượng gốc, để giải quyết những cái bế tắc thì sức khỏe, và còn rất nhiều những bế tắc khác nữa đang chờ đợi những con người thiện lành, những con người có trái tim yêu thương mà chú đã trình bày với anh chị em trong cái ngày sinh nhật của chú, để chúng ta cùng nắm tay lại, để chúng ta lan tỏa yêu thương. Và chú biết chắc chắn rằng cái nguồn năng lượng này là một đáp án duy nhất cho nhân loại để giải quyết vấn đề COVID-19 này. Tại vì COVID này nó sẽ biến thể liên tục. Nó sẽ biến thể liên tục. Mà nếu chúng ta không có sự đề kháng thì chúng ta sẽ bị tổn thương rất nhiều. Và tất cả mọi người sẽ bị cái con COVID này hạ gục. Vì chúng ta không chế vaccine kịp thời, kịp lúc để chúng ta giữ gìn cái mạng sống của mình. Vì vậy khi chú học về năng lượng gốc, chú biết về kiến thức của nền văn minh không gian, mục đích nền văn minh không gian đến trước cái thời điểm nguy kịch để giúp chúng ta đó. Nhưng mà chúng ta có biết nhận ra cái điều này để chúng ta đi một bước trước hay không? Hay là để chúng ta chờ bế tắc rồi chúng ta xuất hiện? Đó. Dự án đã có rồi, phương pháp đã có rồi. Bây giờ cái trái tim thiện lành của anh chị em có phát khởi chưa? Khả năng chú thì chú đã cống hiến hết rồi. Và những khả năng của những anh chị em trong lớp 4, những người NLG đã đến với chú cũng đã hoạt động hết công suất rồi. Và không thể nào đáp ứng được cái nhu cầu rộng lớn của xã hội. Chính vì vậy chú mời gọi tất cả anh chị em, tất cả những người Việt Nam, những người ngoại quốc có duyên lành đến với nguồn này, nên kết hợp với nhau và sử dụng cái nguồn năng lượng vô biên này để tạo cho mình một cái sự đề kháng. Và sự đề kháng, khi anh em học sự đề kháng gia tăng lên thì COVID-19 không ăn thua gì hết. Nó không ảnh hưởng gì anh chị em hết. Giống như một, ví dụ anh chị em mà bị cái COVID-19 mà tấn công đó, thì coi như giống như một cái cảm nhẹ thôi, không có gì. Tại vì hệ thống miễn nhiễm của anh chị em được phát huy và nó tự ổn định lại mọi cái tình huống. Và cũng chú trình bày với anh chị em, nó cơ thể chúng ta được dàn dựng, được sinh ra, được thiết kế với một cái cơ thể đầy đủ những cái khả năng để bảo vệ. Chứ không phải sinh ra để chúng ta bị bệnh này bệnh nọ đâu. Nhưng mà cái sự hoạt động của những cái tần suất năng lượng chúng ta thấp quá. Não bộ chúng ta hoạt động với tần suất thấp quá, không phát huy đúng cách. Vì vậy chúng ta chỉ cần một cái nguồn năng lượng duy nhất thôi. Mà chính anh chị em là cái người điều khiển cái nguồn năng lượng này, chứ không phải chú. Chú là người kỹ thuật viên, chú kết nối anh chị em lại giống như cái hệ thống wifi đó. Cái người thiết kế sóng wifi tạo nên một cái thiết kế này, tạo nên sóng wifi, anh chị em bỏ tiền ra, anh chị em mua, anh chị em sử dụng, chứ không phải là cái người kỹ sư nữa. Bây giờ cái quyền làm chủ là của anh chị em, và cái quyền của anh chị em thao tác, anh chị em gọi liên hệ ABC là của anh chị em, chứ không phải là của người kỹ sư hay là của công ty Apple hay là Samsung gì nữa. Đó. Thì anh chị em phải hiểu rằng cái cơ cấu của não bộ chúng ta, con người chúng ta nó rất là tinh vi và được thiết kế và dàn dựng bởi một cái bộ óc cực kỳ vi diệu. Và khi mà nó vi diệu quá thì chúng ta không hiểu, không biết cách để chúng ta kết nối, chúng ta thực hiện, thực hành. Thì chú đã trình bày với anh chị em đó. Bây giờ ông cái người kỹ sư đó cho chúng ta cái bản blueprint rồi, cho chúng ta cái bản thiết kế rồi, cho chúng ta tất cả những cái thông số trong đó rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần lấy cái đó ra, cái kỹ thuật đó ra, chúng ta áp dụng và chúng ta sử dụng, chúng ta tái lập cái trật tự trong cơ thể của mình và tránh đi tất cả những bệnh trạng. Không phải một bệnh trạng đâu, chú nói với anh chị em là tất cả bệnh trạng đó,
khi nào chúng ta già, chúng ta sống 120 tuổi rồi, chúng ta không còn cái sức lực thì chúng ta chào thôi, chúng ta chào cái thế giới này thôi, chứ không phải là chúng ta cái người kỹ sư thiết kế cái cơ thể chúng ta ra để chúng ta bị bệnh đi đau rồi chúng ta sống yểu mạng 20 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi chúng ta chết, không phải vậy đâu. Đó. Và cái việc mà chú trình bày với anh chị em đó đã trải nghiệm đã thành công rồi. Chỉ còn có dư dứt một điều là sống 120 tuổi, là tại vì bây giờ chú mới 65 mà. Chú không biết chú sống nổi 125, 120 không. Nhưng mà dưới sự trẻ trung quá của con người, không phải của chú không, mà những anh chị em bước vào môn lần gốc này đã trở lại thời kỳ thanh xuân, đã trẻ trung hóa lại. Thì chú tin chắc chỉ cần một cái bài học sau cùng nữa thôi, là cái lớp 5 đó, chú sẽ trao cho anh chị em một cái công thức để thay đổi DNA mà những nhà khoa học bây giờ đang mê cái này lắm. Tại vì họ có rất nhiều tiền mà không muốn sống lâu. Nhưng mà khoa học hiện tại chưa có thể chạm vào cái vị trí này được. Và năng lượng gốc đã có cái bản quyền này rồi. Có cái sơ đồ này rồi, có cái dự án này rồi, có cái blueprint này rồi. Có cái bản thiết kế này rồi. Thì chỉ cần anh chị em từng bước giải quyết từng nan đề một. Và sau cùng, chú nghĩ rằng một năm, hai năm nữa, khi những cái bước đầu tiên, những cái sự trở ngại đầu tiên của chúng ta trong thời điểm này đó, được giải quyết rồi, thì chúng ta sẽ đi đến cái đáp án thứ năm là giúp cho những con người có thể tìm thiện lành, có được sự sống lâu dài hơn, khỏe mạnh hơn, để đem cái tình thương yêu đó, để đem cái kiến thức đó, đem cái trí tuệ đó trải dài cho những thế hệ trẻ, để họ được học những kiến thức của những anh chị em của nền văn minh không gian, để cải thiện cái môi trường sống trong quả địa cầu này được.